kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính sau. Quảng Ninh chuẩn bị tổ chức liên hoan thông tin lưu động về xây dựng nông thôn mới. Lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng 27,8% so với cùng kỳ. Thực trạng và giải pháp giảm nợ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9, huyện ủy Bố Trạch đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019. Tham gia hội thi gồm 16 thí sinh là báo cáo viên điện tử các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm chuẩn bị đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Thông qua hội thi nhằm giúp cả cấp ủy đảng, đội ngũ báo cáo viên nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng đối với công tác tuyên truyền của Đảng, nhất là việc tuyên truyền quán triệt các nghị quyết của Đảng tới cán bộ đảng viên và nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên các địa phương, đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác tuyên truyền miệng, nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Huyện Quảng Ninh vừa tổ chức họp rà soát lại các nội dung chuẩn bị tổ chức liên hoan thông tin lưu động về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình năm 2019. Liên hoan thông tin lưu động về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 9 tại huyện Quảng Ninh. Mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thành lập một đội tuyên truyền và sẽ dự thi hai phần, gồm chương trình văn nghệ tổng hợp và xe tuyên truyền lưu động nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, biểu dương những mô hình tiên tiến, những sáng kiến và kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Để chuẩn bị cho liên hoan, thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan để mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ liên hoan, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra liên hoan. Huyện Minh Hóa vừa mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2019. Nội dung chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019 của huyện Minh Hóa tập trung vào những vấn đề mới có tính thời sự nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay. Đặc biệt, tập trung trao đổi, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở, công tác tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ và nắm bắt dư luận xã hội, xử lý tình huống có vấn đề, điểm nóng ở cơ sở. Qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên truyền, lực lượng tuyên truyền viên cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát giết mổ và quản lý hoạt động giết mổ động vật cho cán bộ phụ trách và quản lý công tác thú y trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung như luật thú y, các thông tư, nghị định về quy định kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, quy định chi tiết thi hành một số điều luật an toàn thực phẩm, phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, các nội dung về công tác kiểm soát diệt mổ động vật, kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm bệnh động vật, v.v. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho cả học viên những kiến thức bổ ích về lý thuyết và thực tế trong công tác kiểm soát diệt mổ và quản lý diệt mổ động vật, nâng cao kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ hiểu biết về pháp luật của cán bộ làm công tác thú y cũng như kỹ năng về ý thức cảnh giác phòng chống dịch bệnh. Nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nên những tháng đầu năm 2019, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Bố Trạch đạt khá. Theo đó, huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các địa phương thực hiện cơ cấu lại ngành thủy sản, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân đồng mới cải hoán tàu thuyền công suất lớn để vươn khơi khai thác vùng biển xa. 8 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng thủy sản của huyện Bố Trạch đạt hơn 17.600 tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng đánh bắt đạt hơn 15.460 tấn và sản lượng nuôi trồng đạt 2.150 tấn. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hỗ trợ hội viên phụ nữ và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất, cải thiện cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy hiện đang quản lý 164 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ hơn 213 tỷ đồng với 12 chương trình cho vay. Hàng năm, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã quan tâm đẩy mạnh hoạt động vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện chương trình ủy thác giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Đến nay, đã có gần 11.000 hộ trong toàn huyện được vay vốn để đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn.
Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, các cấp hội phụ nữ cũng đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hội viên phụ nữ đầu tư nguồn vốn đúng mục đích. Đồng thời, phối hợp cùng ngành chức năng tạo điều kiện cho hộ vay tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt và phương pháp quản lý nguồn vốn. Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế trên 212.000 lượt, tăng 36,1% so với cùng kỳ. Thời gian qua, Sở Du lịch đã tập trung công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng các dịch vụ, nguồn nhân lực du lịch, góp phần quan trọng vào việc thu hút du khách. Cùng với đó, Sở Du lịch cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch với phương thức đa dạng, nội dung phong phú, chủ động phát triển nhiều sản phẩm, loại hình du lịch nhằm khẳng định được thương hiệu, hình ảnh điểm đến du lịch Quảng Bình trên bản đồ thế giới. Công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính được triển khai kịp thời và hiệu quả, góp phần tạo môi trường kinh doanh, phát triển du lịch ổn định, bền vững, thu hút được sự tham gia của nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch ngày càng năng động, sáng tạo. Người dân thân thiện, hiểu khách đã làm nền tảng quan trọng để xây dựng hình ảnh điểm đến Quảng Bình an toàn, mến khách. Năm học mới 2019-2020, bên cạnh việc bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, huyện Minh Hóa đã huy động bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đầu tư gần 34 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục. Theo đó, huyện Minh Hóa đã đầu tư gần 29 tỷ đồng để xây mới các phòng học, phòng nội trú tại một số điểm trường lẻ ở ba cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Bên cạnh đó, huyện có đầu tư thêm 5 tỷ đồng hỗ trợ cho các trường học mua sắm bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách vở cho học sinh ở các xã vùng biên giới, vùng khó khăn như Thượng Hóa, Trung Hóa, Dân Hóa. Nhờ đó, trong năm học mới này, toàn huyện đã đưa vào sử dụng 47 phòng học, phòng chức năng, từng bước đáp ứng được nhu cầu dạy và học của học sinh và giáo viên. Tại thị xã Ba Đồn, sau 10 năm triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đã có sự chuyển biến tích cực từ các doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước. Ý thức về tiêu dùng sản phẩm Việt được nâng cao rõ rệt. Trong 5 năm từ năm 2014 đến năm 2019, thông qua công tác tuyên truyền vận động, sức mua hàng Việt qua các năm ở vùng nông thôn ngày càng tăng. Đến nay, trên 80% số lượng hàng hóa đang lưu thông trên địa bàn thị xã là hàng Việt. Cùng với đó, các ban ngành đoàn thể cũng tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường, phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, kiên quyết xử lý các hành vi gian lận thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để hàng Việt Nam có thị trường, đến được tay người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây cũng là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương phát triển. Chính vì vậy mà đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đặt ra nhiều thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người tham gia. Theo số liệu tổng hợp từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình, thì đến thời điểm này, toàn tỉnh có 4.363 doanh nghiệp, đơn vị với số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 67.917 người. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động vẫn chiếm một tỷ lệ rất lớn. Qua rà soát của các ngành chức năng, thì đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.900 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ trên 43% đơn vị doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với tổng số tiền lên đến trên 175 tỷ đồng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ đọng với số tiền lớn, kéo dài trong nhiều năm liên tục. Thì nợ này nó sẽ là tác động rất lớn đến mấy cái mặt. Một là cơ quan bảo hiểm xã hội ấy, thì với tư cách là cơ quan được nhà nước giao quản lý quỹ sẽ không có nguồn để mà giải quyết các cái chính sách cho người lao động như chính sách hưu trí, chính sách thai sản, rồi chính sách là về bảo hiểm y tế. Thứ hai, người lao động mà đến cái tuổi mà được nghỉ hưu hoặc là gặp những cái tai nạn lao động hoặc là thai sản sẽ không có cái đủ điều kiện để cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động, ảnh hưởng đến cái thu nhập cũng như là cái tâm tư tình cảm và cái mức sống của người lao động và ảnh hưởng đến cái chất lượng của lao động. Thứ ba là đối với doanh nghiệp mà không đổ vào những người lao động cho cơ quan bảo hiểm thì sẽ là mất uy tín của cái chủ doanh nghiệp đấy cũng như của cái doanh nghiệp đấy. Và còn nặng hơn nữa là sẽ ảnh hưởng đến triển khai thực hiện các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước chúng ta.
Như vậy, có thể nhận thấy tình trạng các đơn vị doanh nghiệp nợ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã và đang tác động xấu đến việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng trên đó là ý thức chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động chưa nghiêm. Người lao động không dám đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng hợp pháp của mình vì ngại va chạm với đơn vị mình đang công tác. Hoạt động của tổ chức công đoàn ở các đơn vị doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, chưa mình nhận đấu tranh để bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động. Để thực hiện các cái giải pháp giảm nợ đồng bảo hiểm xã hội và vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, thì trong thời gian qua thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phối hợp với nhiều cơ quan, đặc biệt là phối hợp với bảo hiểm xã hội để thực hiện các cái giải pháp của tỉnh và các giải pháp phối hợp liên ngành. Trong đó là chú trọng đến giải pháp là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động. Qua đó để người sử dụng lao động là nhận thức được cái trách nhiệm của mình đối với người lao động, và người lao động nhận thức được các cái quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội đó để họ tự giám sát và họ thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội. Những giải pháp có tính khả thi cao được đúc rút từ tình hình thực tiễn ở cơ sở sẽ là căn cứ, là cơ sở để tỉnh Quảng Bình đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từng bước giảm tình trạng các đơn vị doanh nghiệp nợ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nhằm giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi Thế hệ trẻ Quảng Bình tìm hiểu về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đoàn kết, phấn đấu, chung sức xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đối tượng dự thi là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của quê hương Quảng Bình trên mọi miền tổ quốc. Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website tinhdoan.quangbinh.gov.vn hoặc website của Sở Giáo dục và Đào tạo có địa chỉ sgddt.quangbinh.gov.vn. Bài dự thi xin gửi về Ban tuyên giáo tỉnh đoàn, số 1B Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong chiều ngày 17 tháng 9 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 59 đến 97%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 57 đến 97%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 94%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, gây nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 57 đến 98%. Khu vực thị trấn Văn Lãng mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 67 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 62 đến 92%. Khu vực thị trấn Quảng Hào mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 63 đến 90%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 64 đến 92%. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 3 cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng từ 0,5